cơ hội tấn công. Ngon rồi, ăn không? Không còn nhỉ? Tôi vẫn còn nhỉ? Một pha cầu rất hay. Ok mọi người, có vẻ chất lượng mạng nó đã kém hơn lúc trước rồi không mọi người? Mọi người comment không biết được không ạ? Ok, trận đấu được mong chờ nhất sắp được diễn ra. Mông đang quay lại trận đấu đấy ở chế độ Full HD rồi. Nếu mà mọi người xem trực tiếp chất lượng không được tốt cho lắm thì mọi người có thể xem lại trận đấu ở trên kênh YouTube Sport Hùng Bet Minh Trường. Ok, cảm ơn anh Nguyễn Việt Hùng. Chất lượng bình thường, cảm ơn anh rất nhiều, thì anh yên tâm rồi. Gần phía màn hình của chúng ta là cặp đôi đến từ Indonesia. Phía xa màn hình cặp đôi áo trắng kia là cặp đôi đến từ Hàn Quốc. Indonesia. Ok, là với chị Nguyễn Anh. Ok, là mình thấy vui rồi. Ok, là mình có thể yên tâm bình luận và gửi đến mọi người những trận đấu hay rồi. Góc quay đến này đẹp chưa mọi người ơi? Mình sẽ zoom lại gần hơn nhá. Xem đôi nam nó mới phê bắt lưới rất nhanh kìa. Đang ép vào Kim Đắc Giang khiến Kim Đắc Giang đánh hỏng cầu. Điểm số 1 đều, chung kết đôi nam trận đấu cuối cùng giải cầu lông Sibucha Hà Nội. Ôi, chặn cầu hay thế nhở? Xem nam đánh này mới sướng, rất tỉnh táo. Ok, cảm ơn anh Hàng Tấn Bình. Nếu mọi người quan tâm đến thông tin mình đòi món nợ này ở vòng ngoài hay không, vẫn còn kìa. Sẽ dành cả ngày để up video lên YouTube. Bốn đều. Cơ hội tấn công hay thế nhở? Điểm 5-4, Indonesia phát cầu. Đó là một tình huống phát cầu cao tay của rất là chuyên tâm và tập trung. Không còn nữa rồi. Hay thế nhở? Rất khéo léo. Rất đáng tiếc đó. Tiếp tục giúp mình chia sẻ cái live stream này ạ. Đúng là sức trẻ đập. Điểm 7-6, Hàn Quốc phát cầu. Khá dẻo. Cơ hội tấn công cho Indo. Thủ cầu có khá khó chịu. Cao rồi, không còn nữa rồi. Cuộc đối đầu giữa Momota và Gisting tại giải Indonesia, tại giải Singapore. Vũ có thể hỗ trợ anh trong trường hợp này. 8 đều rất căng thẳng, 7 đều rồi lại 8 đều. Hay quá. Thủ cầu rất chắc chắn. Mình và cổ vũ cho Hùng cũng như cho các vận động viên. Điểm 98. Đấu đầu tiên đánh rồi nhé anh đàn ca sáo nhị, anh có thể xem lại live stream của em ạ. Đến Hàn Quốc. Tì đem phòng thủ là sở trường của Hàn Quốc. Không còn nữa rồi, Indonesia phát cầu. Chặn cầu khá hay. Quá căng thẳng. Đó là một tình huống cầu may mắn. Quá căng thẳng. Đấy, đấy là những, đấy là pha cầu sở trường của tay vợt. Bắt lưới với một rất nhanh rồi. Cơ hội tấn công. Vâng, cách cầu, bật cầu. Hàn Quốc đánh cầu ngang khá hay, cơ hội tấn công. Không còn nữa.
thì lưới khá khó chịu. Non rồi. 17, 18 vẫn rất căng thẳng và kịch tính. Củ tay kìa. Ok, tại vì Hùng phải để máy quay cao lên nên là tiếng bình luận hơi nhỏ. Để máy quay cao lên để không vướng đầu của các cổ động viên. Dành cho Indo. Anh nhớ 19 rất đáng tiếc hôm qua cầu cuối cùng của đội tuyển Hàn Quốc cầu lại không qua lưới, đó là một. Second game, love. Ok, trận đấu thứ hai bắt đầu. Indonesia cắt cầu. Mọi người có thể xem thêm bình luận của các cổ động viên trên live stream của Hùng. Rất nhanh, đánh phản tạt với Kevin nhiều thế nào. Đội tấn công Hàn Quốc rất là còn xem ở trận này nữa. Bật hai máy xem luôn. Điểm 3 đều. Rồi đập rồi, non rồi. Thủ vẫn rất tốt, còn đó ít tinh thắng nha. Bắt cầu rất nhanh. Chung kết đều sẽ giống nhau, đều chỉ là hai set thôi. Quá tinh tế. Ôi, trích kìa. Dạ mà. Nó trích phía cổ tay sau này. Nhìn như tưởng là nó đi thẳng không. Đập cầu rất gắt nhưng tay vợt đến từ Hàn Quốc vẫn thủ được. Không còn nữa rồi. Ngon thế. Cặp Indo thực sự họ đánh đều tay và rất chắc chắn cầu. Từ đâu lại đâu đến giờ. Vẫn thủ được. Đó là 7 đều. Và sau đó là 9 đều. Liệu có là 9 đều như trận đấu thứ nhất hay không? Thế luôn đi. Lại lật lưới. Tiếp tục là cơ hội tấn công. Không còn nữa rồi. Vẫn còn, cứu cầu rất tốt. Okay, chúng ta trở lại với trận đấu tâm điểm ngày hôm nay, trận chung kết đôi nam này. Đập cầu rất gắt nhưng vẫn có thể thủ được. Hàn Quốc chuyên về thủ cầu. Ôi kìa. Mười ba mười. Vâng. Tiếp tục đổi điểm 11-13 cho Indo. Lô Trần Tuấn Anh, cảm ơn mọi người. Sút nhưng vẫn chưa vào. Sút. Lại lật lưới. Nhanh thế nhở. Ôi, tốc độ cầu kìa. Ôi, trận đấu càng trở nên hấp dẫn rồi. 13-18 Indonesia phát cầu. Với tay vợt trẻ của Hàn Quốc rất đáng. Cầu ngoài sân. Chỉ cần mọi người xem nhiệt tình và giúp Hùng chia sẻ thôi. Cơ hội tấn công. Ngon rồi, ăn không? Không còn rồi. Tôi vẫn còn nhỉ.
một pha cầu rất hay. Phạt cầu không đều. Ok, vậy là chiến thắng trong trận đấu thứ hai chung kết đơn nam giải Singapore, chiến thắng thuộc về Ken. Có khá nhiều các cổ động viên họ đã rời khỏi nhà thi đấu, có lẽ là họ ở các tỉnh xa, họ phải về sớm có việc. Hai đều cho Indonesia. Ôi trời, vẫn cố gắng. Ôi, vẫn cố gắng. Điểm 4-2, Indo phát cầu. Hay thế nhở. Đến từ Indo, đó là tay vợt Sapucho. Một tay vợt cũng khá nổi tiếng của Indonesia. Lật lưới. Vẫn còn rồi. Ok, điểm 8-5 cho Indo. Đội tấn công. Không còn nữa rồi. Rất tốt. Hay quá. Vẫn còn kìa. Đội tấn công. Không thể đủ cầu nữa. Tình huống đập cầu đọc viên khá khó và khá ngại. Điểm cho Indonesia 9-6. Điểm 9-6, Indonesia phát cầu. Phát lưới phê hẳn. Rất hay, cầu của điểm 8-9. 9 đều đi. Vẫn còn, tiếp tục là một pha bay người rất nỗ lực. Điểm số 11-10, Indonesia phát cầu. Cầu khá hay, vẫn còn. Đường dưới người rất tốt. Cầu ngoài sân. Cặp đôi Indo kia chính là cặp đôi đã loại Du Yeon Seong và Kim Bak Jang. Rất kịch tính và căng thẳng. Quá tốc độ rồi. Cơ hội tấn công. Hay thế nhở. Ôi. Cặp đôi trẻ đến từ Hàn Quốc rất tài năng. Quá căng thẳng. Lật lưới. Rất mạnh. Điểm số 15-14. Cơ hội tấn công. Vẫn còn. Vẫn còn. Đấu của các giải đấu lớn của thế giới thì mọi người có thể theo dõi. Mọi người nhau từng điểm số 1 từ đầu trận đấu đến giờ. Lật lưới, cơ hội tấn công cho Indo. Trần Quốc Tài 17, Indonesia.
đội Hàn Quốc đã không thể đòi được món nợ cho hàng Anh của mình và tiếp tục phải nếm mùi thất bại trước tạt đội Indonesia. Quá bản lĩnh, bản lĩnh, bản lĩnh và bản lĩnh đó là